Mùa giải Premier League 2023-2024 hiện đang tiến tới một kết thúc đầy kịch tính và Man City hướng tới chiếc vô địch thứ tư liên tiếp. Các cộng sport đã đánh giá những cầu thủ có thành tích tốt nhất cho đến nay để tìm ra ai sẽ là ứng cử viên hàng đầu cho giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2023-2024 khi vạch đích đang đến gần. Cầu Palmer, Chelsea. Palmer đã đưa ra quyết định dũng cảm khi rời Man City vào mùa hè năm ngoái để tìm kiếm những phút thi đấu thường xuyên và kể từ đó thì anh đã chứng tỏ mình là món hời của Chelsea với mức giá là 42,5 triệu bảng. Cầu thủ 21 tuổi này đã trở thành tia sáng lớn nhất trong suốt một mùa giải đáng thất vọng khác của The Blues. Cầu Palmer thể hiện sự trưởng thành và kỹ năng vượt trội so với độ tuổi còn non nớt khi đảm nhận vai trò dẫn dắt trong đội hình của Mauricio Pochettino. Chiến lược gia người Argentina đã sử dụng Palmer ở một số vị trí khác nhau và mỗi lần anh đều vượt qua thử thách. Với khả năng cầm bóng xuất sắc của mình, anh đã tạo nên những bước đột phá mới cho hàng công của Chelsea. Palmer có thể thực hiện một đường chuyền xé toang hàng phòng ngự từ bất kỳ vị trí nào trên sân và có khả năng săn bàn đáng kể như anh đã thể hiện bằng cách ghi 4 bàn trong chiến thắng 6-0 trước Everton. Chelsea vẫn còn một chặng đường dài phía trước khi họ có thể thách thức cho vô địch ngoại hạng Anh. Nhưng họ đang có trong tay một trong những tài năng thú vị nhất châu Âu là Palmer. Cầu thủ này hiện vẫn đang đua danh hiệu vua phá lưới mùa này, dù phần lớn thời gian chỉ chơi hàng tiền vệ. Sẽ rất thú vị khi thấy cầu Palmer tiếp tục phát triển như thế nào trong những tháng tới tại Stamford Bridge, nhưng có thể nói rằng anh đã giành được một vị trí đặc biệt trong trái tim của các tín đồ Chelsea. Bukayo Saka, Arsenal. Saka xứng đáng giành được giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm ở mùa giải năm ngoái của PFA sau khi giúp cho Arsenal thách thức danh hiệu và có thể tài năng người Anh sẽ giành được giải thưởng cao quý hơn mùa này sau khi đã có bước tiến lớn hơn nữa dưới thời của Mikel Arteta. Pháo thủ đã có nhịp độ thi đấu tốt hơn rất nhiều trong mùa giải năm nay, với việc Saka một lần nữa chứng tỏ mình là người tạo ra sự khác biệt ở mặt trận tấn công. Cầu thủ 22 tuổi này có thể ghi bàn từ mọi góc độ và có tố chất sáng tạo để khai phá hàng phòng ngự đối phương theo ý muốn. Đó là lý do tại sao mà anh đã có 24 lần đóng góp bàn thắng trong mùa giải năm nay. Huấn luyện viên Mikel Arteta hiện phải quản lý số phút thi đấu của Saka hiệu quả hơn do lo ngại về tình trạng kiệt sức, nhưng tất nhiên là cầu thủ trẻ người Anh sẽ tiếp tục mang lại cho Arsenal những hy vọng và khác biệt trong những trận đấu lớn nhất. Cho tới lúc này thì vẫn còn nhiều người cho rằng Saka chưa đạt đến đẳng cấp thế giới. Cuộc tranh luận đó sẽ nổ ra nếu pháo thủ không giành được danh hiệu một lần nữa. Nhưng với sự hiện diện của Saka, đồng nghĩa với việc pháo thủ có mọi cơ hội giành được điểm tối đa từ các trận còn lại. Điều này có thể đủ để đánh bại City. Erling Haaland, Manchester City. Haaland đang trên con đường giành chiếc giày vàng thứ hai liên tiếp với 21 bàn thắng trong mùa giải hiện tại. Mặc dù anh vắng mặt vào tháng 12 và tháng 1 vì chấn thương. Ngày càng có nhiều câu hỏi được đặt ra về việc Haaland không tham gia vào lối chơi chung. Huyền thoại Roy Keane của Manchester United thậm chí còn cho rằng anh trông giống như một cầu thủ League 2 trong trận hòa không đều gần đây của Man City với Arsenal. Công bằng mà nói thì tuyển thủ người Na Uy cần phải cải thiện khía cạnh kỹ thuật của mình. Như Pep Guardiola đã chỉ ra, anh vẫn là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Ngay cả khi ở ngoài vòng cấm thì Haaland vẫn sẽ có cơ hội nhờ khả năng di chuyển thông minh và chức sắc bẩm sinh trong và cả xung quanh vòng cấm. Chân sút người Na Uy cũng là một nhân vật mạnh mẽ, người không để những bình luận tiêu cực làm mình thất vọng và thay vào đó là sử dụng chúng làm động lực. Đó là lý do tại sao mà các đối thủ của City vẫn phải trả giá nếu như họ mất cảnh giác. Haaland vẫn là vũ khí lợi hại nhất trong kho vũ khí của Guardiola khi anh một lần nữa chứng minh bằng phá chạy và dứt điểm siêu phàm sau khi vào sân từ băng ghế dự bị ở trận đấu gặp Forest. Hiện tại thì anh đã sẵn sàng kết thúc mùa giải với phong độ bùng nổ, hồi phục nhanh chóng sau vấn đề về cơ. Martin Odegaard, Arsenal. Mikel Arteta nói sau khi Martin Odegaard nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất trận trước Luton Town vào ngày 3 tháng 4. Cách anh ấy cư xử trước tập thể với những tiêu chuẩn mà anh ấy đã đặt ra thật xuất sắc. Chúng tôi cần sự cân bằng đó. Martin đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối mọi thứ trong cách chúng tôi chơi. Odegaard đã ghi bàn thắng thứ 7 tại Premier League trong mùa giải năm nay và tạo ra một đẳng cấp khác 3 ngày sau đó để giúp cho pháo thủ vượt qua được Brighton. Đồng thời anh cũng tạo ra một trong những màn trình diễn cá nhân xuất sắc nhất trong cả mùa giải trong trận derby gần đây để hạ gục Chelsea. Cầu thủ người Na Uy chưa bao giờ đạt được thành tích ở Real Madrid, nhưng giờ đây thì có lẽ là đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phải hối hận vì quyết định từ bỏ anh quá sớm. Vì Odegaard đã chứng tỏ mình là một trong những cầu thủ kiến tạo lối chơi xuất sắc nhất châu Âu tại sân Emirates. Arsenal biết rằng họ có thể dựa vào Odegaard để cầm bóng dưới áp lực và biến mọi chuyện thành hiện thực, trong khi anh cũng đóng góp quan trọng khi không cầm bóng. Nếu Arsenal vô địch mùa giải năm nay thì có lẽ là Martin Odegaard sẽ trở thành MVP của mùa giải. Ollie Watkins, Aston Villa. Watkins đã là nguồn ghi bàn chính của Villa kể từ khi anh đến câu lạc bộ vào năm 2020 và ghi được 15 bàn thắng trong quá trình câu lạc bộ lọt vào top 7 của mùa giải trước. Hiện tại thì Watkins đang đưa khả năng của mình lên một tầm cao mới dưới thời của huấn luyện viên Unai Emery. Cầu thủ 28 tuổi này đã ghi tới 19 bàn trong mùa giải năm nay với pha dứt điểm tuyệt vời mới nhất của anh giúp cho Villa giành chiến thắng đậm trước Arsenal tại Emirates. Đồng thời anh cũng kiến tạo tới 12 lần cho các đồng đội. Villa đã tụt lại so với vị trí đầu bảng.
Đây luôn là một kịch bản có thể xảy ra do họ thiếu chiều sâu về đội hình, nhưng họ vẫn còn rất nhiều cơ hội để lọt vào top 4 nhờ sự xuất sắc của Ollie Watkins. Và nếu lá bùa hộ mệnh của Villa có thể tiếp tục tỏa sáng, thì chắc chắn là anh sẽ đặt một chỗ trên chuyến bay tới Đức cùng với đội tuyển Anh vào mùa hè này để tham dự vòng chung kết Euro. Phil Foden, Man City. City đã may mắn có được rất nhiều thiên tài sáng tạo trong kỷ nguyên Guardiola, nhưng Foden đang trên đường làm lu mờ tất cả họ. Mới 23 tuổi nhưng anh đã trông như một cầu thủ hoàn chỉnh về kỹ năng chơi bóng lẫn tư duy. Foden đã có 16 bàn thắng ở Premier League mùa này, tổng số bàn thắng tốt nhất từ trên này của anh thêm một mùa giải và vẫn còn có thể nhiều bàn thắng hơn nữa trong tương lai. Cầu thủ người Anh đã trở thành thành viên đáng sợ nhất trong đội hình toàn sao của Man City và hiện tại thì dường như không thể bị ngăn cản với màn trình diễn xuất sắc mới nhất của anh là trong trận thắng 4-0 trước Brighton. Vị thế ứng cử viên vô địch Euro của tuyển Anh cũng liên quan nhiều đến Foden, người có đủ tố chất để tiếp tục trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong thế của anh, với quả bóng vàng chắc chắn nằm trong tầm ngắm của anh. Vừa rồi thì các bạn đã cùng với K+ Sport điểm qua những ứng cử viên cầu thủ hay nhất mùa giải tại Ngoại hạng Anh mùa này. Các bạn dự đoán cái tên nào sẽ được vinh danh? Hãy để lại comment và cùng nhau trao đổi nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.